ta cùng chia sớt những buồn vui, đã cùng sống trong gian nan đường đời. Ngồi xuống đây nghe tôi bàn ơi, đừng vì bão tố mà gục ngã. Là đàn ông đừng để lùi bước, con đường xấu biết muôn trùng xa. Hôm nay là có ba một ngày đấy anh em ạ. Hôm nay anh em tôi lên thì thấy Long và bảo ở trên đấy là Tuấn đó nhà cũng đỡ rồi em, cũng ổn rồi em. Không, anh em tôi bây giờ đang ở quán trà đá ở cạnh bệnh viện luôn này. Xong rồi anh em tôi đã bà xem Tuấn thế nào anh em ạ. Tại vì Long nó vừa gọi cho tôi ấy. Tuấn với Hiếu với vừa đi chơi ở đây thì tôi cũng ở đây mà. Anh em tôi qua sắp xếp ra đây luôn tí và bà xem Tuấn thế nào anh em ạ. Là chắc hôm nay được về. Vâng, Toàn nhá. Mà đúng là bọn Toàn với thằng Nghiện đánh tổ anh là vỡ mặt luôn. Hai anh con ý đến hôm nay là vẫn chưa về nhà. Đi xe không phải xả đâu. Đấy. Là thầy bây giờ tao không biết là xe mày còn hay không. Tí có gì nếu mà thì có gì nếu mà bọn nó mà kiểu như về nhà hay là tôi đưa bọn Tuấn để Long bái. Là em tôi sẽ cho anh em xem gọi là tôi xử bằng tàn nghiêm như là nếu mà đúng là bọn nó đánh bọn Tuấn. Rồi anh em ok anh em bây giờ tí nữa anh em tôi bảo vệ anh em mấy cái anh em thì anh em tôi đã đến viện anh em ạ. Bây giờ anh em tôi sẽ đi vào trong xem bọn Tuấn với Long thế nào anh em. Thế ở phòng bao nhiêu nhỉ? Hôm qua được bên này này. Hôm qua đứa đang đứng nó đi nhau ra. Mày quay ra ngoài đi không viện người ta không? Mày cứ đi sau của anh. Lúc vào viện người ta không cho quay đi sau của anh. Ta cùng chia sớt những buồn vui, đã cùng sống trong gian nan đường đời. Ngồi xuống đây nghe tôi bàn ơi, đừng vì bão tố mà gục ngã. Là đàn ông đừng để lùi bước, con đường xấu biết muôn trùng xa.